Motorcycle TV xin chào các bạn. Video clip ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái phần là cái động cơ Suzuki. Thì tại sao lại mình lại chú trọng mình làm mấy cái phần ly hợp á các bạn? Lý do là đối với những cái xe côn tay á, thì những cái việc mà liên quan tới ly hợp nó sẽ giúp cho cái quá trình tăng tốc cũng như là sang số rồi cắt côn cắt ly hợp á, cái cảm giác lái nó quan trọng lắm đối với một cái xe côn tay. Thì một cái xe côn tay mà nếu các bạn bóp côn quá nặng thì các bạn dĩ nhiên về nguyên tắc ly hợp là côn phải nặng thì nó mới bốc, những cái xe độ làm lò xo nặng, nhưng mà đó là cái công nghệ cũ rồi, thời đại cũ rồi. Còn cái kỷ nguyên bây giờ á là những cái ly hợp mà càng nhẹ nhưng mà nó càng bốc thì cái đó mới là cái chú trọng tới. Thì các bạn lên những cái xe 1000 phân khối á, ví dụ như Ducati hoặc là Yamaha R1 hoặc là Kawasaki Z1000, các bạn bóp đi, côn nó nhẹ lắm. Có nghĩa là bốc thì vẫn phải đảm bảo tính bốc, nhưng bóp là phải nhẹ. Còn nếu mà bóp mà chúng ta vì bốc quá, chúng ta tăng độ nặng lò xo lên, cái chúng ta bóp nó quá nặng, bốc thì nó có bốc nhưng mà nặng thì nó cái cảm giác lái nó không tốt. Thì cá nhân mình và Motorcycle TV vẫn muốn hướng đến cái việc là làm sao để có một cái sản phẩm tốt nhất, làm sao để có những cái công nghệ mà trên những cái xe phân khối lớn, những cái xe đắt tiền, những cái xe được trang bị những công nghệ tối tân, nó ứng dụng được vô những cái xe thương mại nhỏ. Thì đây là một trong những bài toán khó, tại vì cái số lượng xe Suzuki trên thị trường các bạn biết nó không có nhiều, và cái người chơi Suzuki á đa phần là những bạn rất là kỹ tính, những bạn hiểu biết về xe, những bạn biết cách chăm sóc xe thì họ mới chọn đi cái dòng Suzuki. Tại vì phụ tùng rồi tất cả mọi thứ trên xe Su á là nó gần như đã đứng đầu trong các hãng xe, năm hãng xe lớn, Piaggio, SYM, Suzuki, Honda, Yamaha, thì Su là một trong những cái hãng mà kén phụ tùng nhất, ít đồ nhất, cho nên những người đi xe này họ chịu chăm lắm. Thì thành ra là mình biết là số lượng xe không nhiều, nhưng đối với cái lượng những người mà đi xe Su á thì họ rất là kỹ, thì mình mới nghiên cứu cái bộ nồi này cho những cái người đi xe Su. Thì hiện tại là mình thành công rồi, mình chạy khoảng mấy tuần nay thì mình thấy nó cũng ok. Bữa nay mình tháo ra thì cái bản phôi nhôm này là cái phôi mà mình đúc mẫu thôi, mình đúc mẫu và mình thử thôi. Còn bây giờ là chính thức là bằng cái bản gọi là hoàn thiện, thì bây giờ mình sẽ mở ra mình kiểm tra chất lượng của nó, cũng giống như là Winner, cũng giống như là MXX, cũng giống như Future. Thì chiếc Su này sau khi chạy xong mình phải mở ra mình coi cái mặt nhôm, coi độ mòn lá bố, coi tất cả những cái chi tiết bên trong, coi là nó có cái gì không an toàn hay không. Thì nếu mà có vấn đề gì đó thì mình phải lập tức mình fix lại. Còn cái việc mà làm cái bộ nồi Su này là khó nhất trong tất cả những cái bộ nồi chống trượt trợ lực mà mình đưa vô các bản thương mại cho các dòng xe. Thì đây là cái bài toán khó nhất các bạn, làm sao phải giữ lại được cái nhông hú của chiếc xe Su, làm sao phải giữ được cái nắp côn xe Su mà chúng ta chỉ thay cái cụm ly hợp này không. Giải bài toán này khó hơn là R&D cho cái nồi Winner, có nghĩa là khó hơn cái việc là từ đầu mình lấy cái nồi CBR mình làm xài lá bố Winner, mình scan mình làm ra cái khuôn này. Thì cái việc mà ra cái khuôn này rồi mà đưa vô xe Su là một bài toán khó thứ hai, mà bây giờ mình đã giải được rồi. Thì bây giờ mình chỉ kiểm tra cái kết quả toán này coi là nó có chính xác hay không thôi. Đó, còn bây giờ toán giải là đã giải được rồi nè các bạn, mấy tuần nay rồi. Thì giờ mình sẽ đưa lên để mình coi coi là nó an toàn hay không. Em cho mượn cái mặt nhôm đi, cái mặt nhôm nè, đây đây là cái mặt nhôm, cặp mặt nhôm chính thức mình sẽ đưa lên xe các bạn, thành phẩm rồi nè các bạn. Rồi thì mình đưa lên xe nó hoàn hảo, mình làm lô đầu vẫn là bắn cát mờ nha các bạn, chứ không phải là nhôm kém chất lượng đâu, mình bắn cát á đó, các bạn nhìn thấy không đó. Rồi thì giờ mình sẽ ứng dụng mình đưa lên xe. Rồi bây giờ mình sẽ cho bạn kỹ thuật viên tháo ra trước ha, rồi một lát nữa mình coi cái chất lượng hai mặt nhôm. Còn nhiệm vụ em tháo ra xong em canh cái độ ly hợp á, em nhờ Mạnh hỗ trợ em coi coi lá bố lá sắt này khoảng cách làm sao, rồi lát nữa em để lá bố lá sắt ở ngoài với mặt nhôm thì sẽ quay tiếp tư liệu. Còn giờ em cứ tháo ra nguyên bộ đi. Rồi mình sẽ cho kỹ thuật viên tháo ra cho mình, rồi các bạn theo dõi cái quá trình tháo này ra ha, bộ nồi này, rồi sau đó mình sẽ đo kiểm. Rồi đây là cái mặt nhôm mẫu từ cái thời đầu đúc ra nè. Bây giờ mình bỏ ra rồi nè, mình chạy thử nghiệm ok rồi. Thì cái này là cái chính thức là thương mại đây.
thương mại. Nhưng mà như mình đã nói á, cái xu này nó có những cái phải làm, ví dụ như cái phần chuồng heo này là mình phải làm lại nè, là một cái phát sinh. Cái thứ hai là cái phần cơ cấu ép ly hợp á, thì cái xu á là các bạn biết rồi, các bạn đã đi xu, làm xu, chơi xu, các bạn biết là cái xu khi mà cắt ly hợp thì nó sẽ rút ra, nó kéo ra. Nhưng mà cái này là mình làm cơ cấu, mình chuyển ép vô nè, các bạn thấy không, đá vô nè, đó, chuyển vô nè, các bạn thấy không, mình chuyển cái này là ép vô, để mà nhấn ép ly hợp là đạp vô trong. Cái hành trình này nó khác, còn lại thì cái nắp con này nó y chang. Cho nên cái phần này mình phải tốn thêm một cái ti này và một cái con ruồi này nữa, cộng với việc là làm cái chuồng heo, thì cái chi phí nó không phải là các bạn chỉ mua cái cụm này về. Thì mình nghĩ đâu đó nếu mà cái này mà nếu thương mại á, thì vừa làm cái phần chuồng heo, vừa làm cái phần ép ly hợp, vừa bộ này, thì cái chi phí đâu đó nó khoảng trên dưới 4 triệu đồng các bạn. Có nghĩa là cái phần nồi này không là 1.950.000 rồi, là coi như 2 triệu đi. Sau đó thì làm cái phần cốt, tiện phần cốt với con ruồi, với lại làm cái chuồng heo này, nó rơi vào khoảng tầm độ là hơn 1 triệu đồng chi phí. Tại vì mình mua cái chuồng heo này của Winner không là đã 600.000 rồi, sau đó mình tiện gia công, mình vớt, mình chế vô là cả triệu bạc rồi, là coi như là hết 3 triệu. Làm cái phần TF này nữa là mình cho nó là khoảng 500.000 đi, rồi bát, rồi công cán, ron phốt đó, thì mình nghĩ là nó cũng phải con số sắp xỉ đâu đó trên dưới 4 triệu. Thì hiện tại là đã xong cái bản hoàn chỉnh chính thức nè, bản thương mại nè. Các bạn thấy là nó giống y như cái nồi Winner, chỉ khác đúng một chi tiết thôi. Cái phần răng này, cái phần răng này á của Rider Sachia thì nó nhìn nó giống như là cái cốt số của xe quay rim á. Còn cái thằng Future á thì Rainier là giống Winner nhưng mà khác chuồng heo. Còn cái thằng BZ1 thì khác cái phần này luôn, khác chuồng heo luôn. Có nghĩa là mỗi xe nó có một cái đặc trưng. Thì chiếc xe này là chiếc xe Rider Sachia thì mình nghĩ xài chung. Hôm nay mình làm trên chiếc Rider Sanker. Mình sẽ làm trực tiếp trên cái Rider FI với Sachia FI của trung tâm luôn, để mình thử coi là bộ này ok hay không. Thì trước mắt là nếu mà xe này ok thì mình sẽ thử luôn mấy xe kia. Thì sau khi xong mà thương mại mình cảm thấy là cái bộ này dời qua mấy xe kia gắn vừa y á, thì chính thức là coi như cái dòng Suzuki Rider Sanker FI là xài chung một bộ nội được nha các bạn. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình lắp lên rồi mình cho các bạn thử coi là nó nhẹ và nó hoàn hảo như thế nào. Còn cái này là mình chia sẻ một phần kiến thức về kỹ thuật xe máy, đặc biệt là về cái ly hợp chống trượt trợ lực nó là như thế nào và nó quan trọng cái xe như thế nào. Phần thứ hai thì mình muốn nói về cái tính năng và tính đa dạng tiện dụng của bộ sản phẩm nồi chống trượt trợ lực do mình nghiên cứu phát triển. Thì hiện tại là mình đã gắn thành công trên những cái đời của cái dòng máy DOHC Honda là Sonic nè, Winner nè, Winner X nè, GTR nè, những cái dòng xe Indo, xe nhập đồ xài chung cái cục máy. Và thậm chí là cái Winner 2024 xài chống trượt trợ lực hãng á, xài 4 lá bố quay và 3 lá sắt á, thì cũng có thể sử dụng thay chuồng heo là xài bộ nồi của mình, là cái dòng máy DOHC. Sau đó là mình đã làm thành công trên thương mại trên cái MX125 là Future các bạn. Xe Future con tự động VVA là mình cũng đã gắn rồi. Nhưng mà mình khuyến nghị các bạn là nếu xài cái này nên xài côn tay. Thì các bạn xài côn tay, các bạn chỉ mua một bộ nồi của cái thằng MX gắn qua Future có tay côn luôn, và sau đó các bạn thay cái bộ nồi chống trượt trợ lực của mình là thành côn tay chống trượt trợ lực là ok nha các bạn. Rồi sau đó thì bây giờ mình đã làm Rider Sanker và BC1 mình cũng làm xong rồi, mình đang thử nghiệm, chưa tới ngày, chưa tới giờ, chưa đủ km thôi. Thì mình cũng sẽ đem nó lên vài cái sự kiện ở trên đường đua Đại Nam để mà trải nghiệm, để lấy kết quả, và sau đó chạy một thời gian mình tháo ra, nếu ok thì mình cũng sẽ thương mại luôn nha các bạn.
Rồi, bạn chỉ thực viên của mình là đã gắn xong cái bộ nồi rồi. Các bạn coi thành phẩm nó vậy nè. Thì nguyên lý là các bạn nhìn đây các bạn sẽ thấy là khác biệt. Thì cái nồi của Rider Sachi á là cái cần này nó sẽ quay vô đây và nó kéo con ở cái bát ở trên lốc nồi vậy, nó sẽ kéo hành trình từ đằng này kéo lên vậy. Thì khi kéo lên á là đòn bẩy nó sẽ móc ngược, nó kẹp ngược, nó giật ra. Còn bây giờ cái hành trình con các bạn thấy nè, cái phần này là mình đang cho nó xây vô. Xây vô là để mục đích là nó ép vô, nó ép từ tâm này, nó ép vô con ruồi nằm đây nè, nó ép vô giữa. Còn cũ thì cái này nó bẩy ngược ra, nó bẩy ra vậy thì nó rút ra. Nó gấp lên vậy nè, giống như hai ngón tay vậy, nó gấp con ruồi, nó gấp nó giật lên. Còn giờ là cái này đã đạp ngược vô rồi. Thì cái việc khó nhất trên cái nồi này là đảo ngược cái hành trình. Chứ còn như Winner thì nó ép từ ngoài vô, MSI thì nó ép từ ngoài vô, thì cái chuyện đó rất là đơn giản. Còn này là đang móc ngược ra, thì giống như cái nồi ẹt đó các bạn. Ẹt thì nó không có móc ngược ra, nhưng mà nó đạp từ bên kia đạp qua, đạp từ bên cái lốc mâm lửa nó đạp qua. Thì cái nguyên lý á, để làm được mấy cái việc này thì mọi người phải nắm vững cái nguyên lý của từng bộ nồi, xác định được thông số kỹ thuật, hiểu nguyên lý hoạt động, rồi thì mình mới có thể mình xử lý nó được gọn gàng ngăn nắp. Thì ở đây á, là cắt một cái bát khoảng 4 ly, mình chế cái đồ cắt ly hợp y vậy nè cho nó cứng chắc. Thì sau đó là mình bóp con là nó sẽ kéo từ ngoài, nó kéo vô, nó kéo từ ngoài kéo vô. Và cái này các bạn nhìn nè, khi mình làm là nó có cái độ trùng dây nè các bạn thấy không, cũng có một cái độ hở con nè, nó không có căng. Rồi nghe là bạn lên các bạn coi cái hành trình tay con nè, đó, nó không có con, nó không có con. Rồi bóp nhẹ một ngón, hai ngón nè, ba ngón nè, bốn ngón nè, ngón nào cũng được hết. Rồi hoàn thiện. Rồi chỉ việc nhích nhẹ vậy là cắt con nè các bạn, nhích nhẹ vậy là cắt con nè, không cần bóp sâu vô đâu, chỉ cần nhích nhẹ vậy là cắt con nè. Rồi nhích nhẹ cắt buông ra là đi liền ha, y như cái xe MX và những cái xe Winner khác thôi. Thì giờ mình sẽ thử cho các bạn coi, mình ngọn xe nè. Rồi đây nè, đang có số các bạn, buông nè ha. Rồi để lại nè, giữ nhẹ tay con nè, nè xe nè mình đang lui không được nè, mình đang kẹt nè. Bây giờ mình chỉ việc mình bóp nhẹ cái ngón tay hay là mình lui được rồi nè. Đó, lui nhẹ nè, thấy không? Mình tới nhẹ nè. Đó, rồi mình buông ra là dính nè, buông ra là dính nè. Các bạn nhìn, em nhìn đây nè. Các bạn nhìn gần nè. Mình bóp nhẹ thôi là nó cắt rồi. Đó, thấy không? Vậy là cắt rồi nè. Nè, đây nè. Xe này xăng cơ á, bình xăng độ cho nên nó chưa chỉnh xăng ngọt. Đó, thấy không? Mạnh lắm, mạnh lắm. Đó, rồi bóp nhẹ vậy là cắt con nè. Đó, chứng minh là cắt nè, giờ đang kẹt nè, kẹt con nè. Mình bóp nhẹ cái là xe đẩy được rồi nè. Đó, bóp nhẹ là xe đẩy được rồi nè. Đẩy lui nè. Đó, đẩy lui nè. Cắt rất là nhẹ nhàng các bạn. Rồi, giờ mình để mình dựng chống đứng rồi mình thử ra ha. Cắt ly hợp. Cắt rất là lẹ luôn các bạn, cắt rất là dứt khoát luôn á. Rồi thì đó là suốt cái quá trình mà mình nghiên cứu mình làm cho cái Rider. Thì hiện tại cái xe này là mấy cái dây này là do mình lên phuộc á. Xe này xe của đứa em trong trung tâm mình, xe nội bộ các bạn nhìn biết rồi, xe này nhiều clip lắm rồi, do lên cái phuộc. Thì giờ tới phần này làm cái nồi xong rồi chắc là sẽ làm mấy cái dây này lại và canh sang lại. Thì mình nghĩ là với cái sức mạnh của cái xe này, hiện tại cái máy này hình như cái lồng bự rồi đúng không? Cái máy này xe nhà, cái lồng này chắc lồng 66 đúng không? Lồng 66, lồng 66 bình xăng ga dẹp. Xe này cũng để nghiên cứu rồi các bạn. Thì hiện tại là gắn bộ nồi chống trượt rồi. Xe này có vô một cặp mâm, vô cây phục trước, vô bộ ghi đông. Tại vì chủ xe này trọng lượng nó hơi siêu trường siêu trọng rồi, vô con heo đó, cho nên là dàn chân xe này cứng lắm, dàn chân xe này vững thiệt vững luôn á. Rồi bây giờ là tới cái bộ nồi chống trượt nè, các bạn nhìn sơ đi. Rồi thì chắc là xe này sẽ có một cái tour để trải nghiệm đi thử cái dàn chân xe này cũng như là thử cái bộ nồi chống trượt trợ lực này, để mà coi cái độ ổn định của bộ nồi. Thì hiện tại là chắc là mình nghĩ là ở Việt Nam là đây là chiếc xu duy nhất tới thời điểm hiện tại gắn nồi chống trượt trợ lực Asus Slipper Clutch mà không phải hàng nắp nồi, không phải tháp nắp nồi, không chế gì hết trơn á. Tại vì
À, trước đây thì mình cũng nghe nói là xe xe BZ1 cũng có làm, xe SU cũng có nghiên cứu, nhưng mà phải hàng cái này. Còn cái này cái mình làm thì chiếc xe duy nhất làm không phải hàng cái này các bạn, không phải hàng cái nắp nồi, mà chỉ mình làm ở phương án là plug and play, là tháo ráp thôi. Nhưng mà cái này vẫn có một cái nhược điểm là vẫn phải xử lý phá cái nắp nồi ở chỗ cái bát này để chuyển qua cái bát này thôi, duy nhất một điểm đó thôi. Chứ còn lại về cơ cấu là tất cả mọi thứ là mình làm là y. Còn những người khác có thể họ làm, mình cũng tìm hiểu là họ cắt cái phần nắp này thì sau đó họ thay cái nắp này vô để mà móc ngược, nhưng mà do cái nồi làm thì xài cái nồi ẹp thì nó to cho nên nó bị đụng, sau đó thì phải phải cắt nhiều lắm. Nhưng mà mình làm cái này là cái chiếc duy nhất tới thời điểm hiện tại là cái nắp nồi này nó zin các bạn, không có hàn nhôm. Chỉ duy nhất là sửa lại cái bát hành trình con thôi. Coi như cái bát này nếu như trên winner hoặc mệt ít á thì cái bát nó bắt trên hai con ốc này nó chịu thì mình cũng không có đụng lốc nồi đâu, nhưng mà trên cái Suzuki là do cái bát cắt ly hợp này nó đúc trên nắp nồi nên mình phải cắt bỏ đi cho đẹp. Chứ thiệt ra không cắt cũng được các bạn, không cắt thì các bạn làm cái bát này không có đụng chạm gì nha, không cắt cũng được, nhưng mà mình tại xe nhà mình cắt cho đẹp rồi mai mốt mình đi sơn lại là y như zin luôn. Rồi cái bát này mình đi xi là y như zin luôn các bạn. Giờ mình xi cái bát này mình sơn nắp nồi là coi như nhìn vô là không biết luôn á, và cũng không có cấn chân gì hết trơn á, thoải mái luôn, gắn giò đạp bình thường luôn. Rồi video clip chia sẻ về cái rider gắn bộ nồi chống trượt trợ lực Asics Slipper Plus mình xin phép dừng lại tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay, các bạn nhớ like và subscribe kênh, và cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng việc xem quảng cáo. Mình xin chào và hẹn gặp các bạn ở video lần sau. Mình có để cái link Facebook lucio.nguyen.31 ở dưới. Anh em nào có ban xe cộ cần thông tin thì có thể nhắn tin cho mình. Khi nào có thời gian rảnh thì mình sẽ trả lời anh em. Xin cảm ơn.